Good morning anh em. Đây, hôm nay mình kiểm tra cái cây găng vàng tu hú này, nó sống khỏe, chốt mọc dài hết rồi, chắc là chỉ tầm tháng 6, tháng 7 ra bông. Hải Châu này cũng ra hoa, cũng có đậu một ít trái, quái đầu là quái quả đây. Đấy, không lòng vòng nhá, mục đích chính hôm nay mình sẽ làm cái cây trà cúc phiến này nhá. Đây, cây này là mình mua phôi về thì nó bị gãy ngọn, đây, vận chuyển gãy ngọn nên là mình điều chỉnh lại cái dáng của nó. Đây, hôm nay mình sẽ tiến hành làm clip thứ hai cái cây này. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sau khi rào kẽm xong chúng ta được một tác phẩm như này. Đấy, mình đã định hình từ hôm mua phôi về đến giờ là nó bị gãy ngọn. Để mình cắt để mình lấy cái mạch sống mới, các cái chốt mới này để mình đưa cái tàn đổ theo ý nhé. Còn cái chốt là mình cắt luôn. Anh em thấy hay và hữu ích nhé thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip mà mình làm cho các bạn xem trong ngày tháng này. Chào anh em nhé. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nhé.